một lần nữa xin trân trọng kính mời hai em hãy cùng tay trong tay trở về phía trung tâm sân khấu để cùng ra mắt toàn thể quý vị trong buổi trưa hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng kính mời. Thưa toàn thể quý vị, trước mắt toàn thể quý vị đã đôi bạn trẻ là người nhất hạnh phúc nhất trong mùa cưới năm 2022 đúng không ạ? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, quả thật đúng là đôi ta như thể con tầm ăn chung một lá để nằm cùng một lông, đôi ta như thể con ong con cuốn con khuyết con trong con ngoài. Quý vị, và đến giây phút này thì chắc hẳn đôi bạn trẻ cũng đã cảm nhận được những món quà từ hai bên gia đình cũng như những bạn bè cũng như tri đoàn thanh niên đã gửi cho hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đến giây phút này thì xin trọng kính mời hai em hãy cùng tay trong tay tiến về phía tháp ly tình yêu để cùng rót những ly rượu trên tháp ly. Một lần nữa xin trân trọng kính mời hai em ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời chú rể thích cầm lên chai champagne đầu tiên. Vâng, một lần nữa xin trân trọng kính mời Đức Sơn hãy cầm lên chai champagne đầu tiên. Và bằng sức mạnh tình yêu của em, xin trân trọng kính mời em hãy lắc chai champagne thật mạnh. Vâng, bóc tem in Việt Nam trước ạ. Không thể chưa bóc tem mà đã lắc rồi thì không được đúng không ạ? Vâng, một lần nữa xin trân trọng kính mời chú rể ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời chú rể sẽ mở khoảng champagne. Vâng, một lần nữa xin trân trọng kính mời. Và bằng sức mạnh tình yêu của anh thì xin trân trọng kính mời anh hãy lắc thật mạnh như anh mỗi tối lắc cùng cô dâu. Vâng, một lần nữa xin trân trọng kính mời. Chưa lắc mà đã nổi rồi, một lần nữa xin chúc mừng. Hôm nay chú rể rất là may mắn, chưa lắc mà đã ra rồi đấy ạ. Vâng, một lần nữa xin trân trọng kính mời anh em hãy cứ rót ra phía ly rượu trên tháp ly. Ly rượu toàn thể quý vị, quả thật đúng là rượu hồng kết nghĩa phu thê, mà tình trao nồng thắm duyên về với nhau, cùng chung bước tới mai sau, thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Kính thưa toàn thể quý vị, những dòng chảy trên tháp ly tình yêu đây là những dòng chảy tình yêu sức tượng trưng cho tình yêu của hai bạn, hai em sẽ luôn trường tồn theo thời gian và năm tháng. Một lần nữa xin chúc cho tình yêu vợ chồng hai em trăm năm hạnh phúc trăm năm. Vâng, đến giây phút này xin trân trọng kính mời cô dâu ạ. Mời cô dâu sẽ cầm lên chai champagne thứ hai. Và xin trân trọng kính mời các bác trưởng mâm chúng ta tiếp tục rót ra ly tràn ly rượu của mình được không ạ? Quý ơi, một lần nữa xin trân trọng kính mời các bác trưởng mâm cũng như toàn thể quý vị, chúng ta đã mất chút thời gian vàng ngọc của mình để trở về đây rồi. Chúng ta hãy cùng rót ra ly rượu của mình thật đầy thật tràn để đứng dậy và hô thật to được không ạ quý ơi? Vâng ạ, một lần nữa xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cho cô dâu một chú rể hôm nay một ít phút thời gian để hô thật to cùng nhau đứng dậy được ạ. Bố mẹ bên nào ơi, cho phép ban tổ chức cho đầu xá é đầu xéo é con kiểu cắm tay mong trói bố mẹ bên nào không học ăn tướng thuyền do thần nhớ hờ lũ hỏa lá thao lại muôn tôi lát áo chẳng có bên nào ơi đang mới kỳ cả đời chứ mới cổ được không bên nào đó ơi. Một lần nữa xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy đứng dậy. Xin trân trọng kính mời các nhiếp ảnh gia sẽ ghi lại những hình ảnh những khoảnh khắc tốt đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay và những hình ảnh chúng ta sẽ hô thật to được không ạ. Và anh Dũng xin phép là nhịp cầu nối giữa cô dâu và chú rể tới toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ hô thật to 1, 2, 3, 2, 3, chúc mừng anh Dũng toàn thể quý vị đã sẵn sàng nhá. Anh em ơi! Cả nhà mình ơi!